Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan số sàn. Đó chính là chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2 số sàn. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi. Màu trắng rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả còn nguyên bản luôn. Chúng tôi đang bán với giá là 269 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2020 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Grand i10 2020 này các bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Grand i10 2020 số sàn này các bạn nhé. Đây, đầu tiên nhìn về cái phần ba đời sốc trước các bạn này, phần đèn này rất đẹp luôn này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé, chưa có bị xước sát gì cả này, đều rất là đẹp này. Toàn bộ từ phần ba đời sốc trước, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất đẹp luôn. Xi nhan thì tích hợp lên tai. Đấy, phần nước sơn zin nguyên bản của xe cũng còn rất là nhiều luôn các bạn nhé. Đây là về cái phần sườn bên lái này, sườn bên lái này và phần sườn bên phụ này cũng đều rất là đẹp luôn bạn nhé, rất là phẳng, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va thì cả đâu bạn ạ. Dàn lốp còn rất là dày luôn. Đấy, dàn lốp thì rất là mới luôn các bạn nhé. Nhìn về phần ba đời sốc sau thì quý vị các bạn thấy đây ạ, cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Toàn bộ từ những cụm đèn hậu này, đấy, cụm đèn hậu đều rất là đẹp, chưa có bị xước sát gì quý vị các bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị màn hình Android và camera lùi rồi quý vị các bạn nhé. Đấy, phần ba đời sốc sau rất đẹp luôn. Toàn bộ về phần bên ngoài, phần nước sơn đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem về phần keo chỉ này, cánh cửa phía trước bên lái đây các bạn này, keo chỉ nguyên zin. Keo chỉ nguyên zin, táp bi cánh cửa cũng còn nguyên zin luôn bạn nhé, rất đẹp này. Đấy, rất đẹp luôn. Toàn bộ từ vô lăng cần số này, đây đồng hồ công tơ mét đây các bạn này, lăn bánh hơn 8 vạn km rồi các bạn nhé. Xin lỗi quý vị các bạn, vừa rồi là tôi bảo hơn 6 vạn là tôi đọc nhầm. Đồng hồ là hơn 6 vạn là con 21, tôi đọc nhầm đấy, con này là con 20. Lăn bánh là hơn 8 vạn các bạn nhé. Màn hình Android này, đấy, rất đẹp. Nội thất ghế da này, đây tem của nhà sản xuất đây các bạn này. Chiếc xe được sản xuất năm 2020. Đấy, bản này là bản 1.2MT. Ghế da rồi này, rất đẹp luôn này. Keo chỉ cánh cửa này, đây là phần keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa đây các bạn nhé. Đấy, tất cả đều rất đẹp luôn này. Màn hình Android rất xịn này. Loa nghe rất hay luôn vì các bạn nhé. Đấy, nội thất ghế da này. Cốp sau, đây là cái phần cốp sau các bạn nhé. Ốc cốp sau nguyên bản này, keo chỉ cốp sau nguyên zin. Đấy, rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Một chiếc xe 2020 lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi. Lốp sơ cua này, đấy, rất đẹp luôn, còn đẹp luôn các bạn nhé. Và đây là chiếc táp bi cánh cửa phía trước, à phía sau bên phụ này. Toàn bộ từ táp bi cánh cửa này, nội thất rất đẹp luôn. Keo chỉ cánh cửa phía trước bên phụ này còn nguyên zin này. Táp bi cánh cửa này,
Đấy, toàn bộ từ tabi, tablo đều rất đẹp luôn bạn nhé. Rất là mới luôn này, từ vô lăng, cần số, tay phanh. Đấy. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe của bạn nhé. Ở phiên bản 2020 này thì Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc i10 này là một cái khối động cơ xăng 1.2 lít kết hợp với hộp số tay 5 cấp quý vị các bạn nhé. Và ở cái động cơ này là ốc chân máy này, ốc mặt máy này là còn nguyên zin luôn bạn nhé. Chúng tôi đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Ốc cabo còn nguyên zin này. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên zin luôn này. Đấy, keo chỉ nguyên zin, ốc cabo nguyên zin, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn nhé. Những cái phần ốc tai này lại cũng còn nguyên zin hết này. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Rất là mới luôn. Động cơ mới lăn bánh có hơn 8 vạn km thôi. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản 1.2, phiên bản số sàn, sản xuất năm 2020 các bạn nhé. Lăn bánh được hơn 8 vạn. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả còn nguyên bản. Và chúng tôi đang bán với giá là 269 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2020 này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.